tôi Hoàng Nam, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của tôi. Đây thì anh em nhìn này, alo này. Thì hôm nay tôi làm một clip, hôm nay có dịp lên Chiêm Hóa chơi anh em ạ. Xem trên này có nhiều cảnh đẹp để quay không. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài đường cái cách tầm khoảng 7 cây. Thì gửi xe đấy thì bắt xe bít nên đấy thôi, xa lắm. Trên cách chỗ tôi xa là phải bắt xe bít. Bây giờ đang đứng ở cái cầu tôi đây. Bây giờ đi thôi không muộn. Bây giờ 4 giờ chiều nhưng vẫn nắng lắm. Nên đây có gì hay tôi sẽ quay lại tất cả cho anh em xem nhá. Ok, bây giờ let's go. Đi ra ngoài đường kia gửi xe và lên xe buýt, lên Chiêm Hóa chơi. Ok, anh em theo dõi nhá. Có gì hay tôi sẽ quay hết lại cho anh em xem. Ok. Đây vừa mới lên xe anh em ơi. Đi cùng ông anh. Vừa sắp quen rồi nhá, chào mọi người nhá. Vừa quen ông anh này trên xe đâu. Thằng này đéo quen lắm. Xe đông vãi. Đây đang ngồi xổm nhá. Không phải ngồi trên ghế luôn. Đấy thì nên Chiêm Hóa là có cảnh đẹp thì là mình quay tất cả rồi. Có cảnh gì đẹp là mình quay hết lại cho anh em xem nhá. Đang đi mà phê quá. À anh tên gì nhỉ? Em ở quen này. Anh tên Nam. Anh tên Nam ạ? À? Anh hỏi tên em. Anh tên gì anh? À gì nhỉ? Em quên mất rồi, em không nhớ. Anh em biết, anh em nhìn mặt quen thì em biết. Anh người nhớ anh chưa? Đấy, chị em nào mà xem video này bật ngay nhá. Anh em chưa người yêu. Mình để link Facebook ở bên góc trái màn hình nhá. Đây. Rồi, ok, thì lên Chiêm Hóa mình quay sau anh em nhá. Bây giờ quay đầy nắc lắm. Chung. Vừa xuống đến sân vận động sân vận động Mỹ Đình à nhầm, sân vận động Chiêm Hóa. Dạ, bạn anh kìa. Đang đứng giữa đường. Này anh em à, vừa xuống xe một lúc hai anh em ngồi uống chà là sai không anh? Sai không? Trời trời anh bạn của anh này ra đón đi ăn. Ở đây trước tiên là review cái bếp trước. Anh ơi, hôm nay mình ăn món gì nhỉ? Hôm nay mình sẽ ăn món thịt nướng nhá. Thịt nướng à? Thịt nướng Chiêm Hóa à anh? Chiêm Hóa. Thịt nấu rừng ấy. Nấu rừng à? Đây là nước. Nước để uống. Nước để uống à? Nước thần. Hỏi anh chủ quán có rượu gì uống mà thổi không lên thì uống. Trên này ăn đồ ăn uống nước nhỉ? Bên này có mấy chị rất là xinh gái luôn này. Một đôi để ăn, một đôi cho đỉnh nướng.
cả lưỡi rồi anh em ơi, vừa uống rượu xong phê quá. Trời ơi, vừa nãy em vừa uống rượu xong không quay được, để không quay lúc ngồi uống rượu được anh em ạ. Tại vì uống rượu là chất kích thích ấy, nên là tôi không quay, vi phạm chính sách của YouTube nên là tôi không quay. Thì sáng mai tôi ngủ dậy tôi sẽ xuống thị trấn quay, có gì hay tôi sẽ quay lại cho anh em xem nhá. Bây giờ đi ngủ thôi, mệt quá. Ok, gặp anh em ở clip ngày mai nhá.